Các em, hôm nay cô sẽ dạy cho các em tiết luyện từ và câu. Các em chuẩn bị sách giáo khoa trang 54, trang 55, tập trắng, viết. Trước khi vào học bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Ở tiết trước, các em đã được học bài nói các vế câu ghép bằng quan hệ từ, có sử dụng cặp quan hệ từ thể hiện mối quan hệ tương phản. Cô mời các em làm bài đặt câu ghép có cặp quan hệ từ thể hiện quan hệ tương phản. Cô mời các em bấm nút dừng, suy nghĩ và làm bài. Đây là bài làm. Cô có ví dụ. Dù học sinh trong thời gian nghỉ học, nhưng các em vẫn tích cực học ở nhà. Trong câu ghép này, cô dùng dấu gạch chéo để tách hai vế câu. Sau đó, cô đi xác định thành phần ở mỗi vế câu. Vế thứ nhất, cô xác định học sinh là chủ ngữ, trong thời gian nghỉ học là vị ngữ. Vế thứ hai, cô xác định các em là chủ ngữ, vẫn tích cực học ở nhà là vị ngữ. Trong câu ghép này, cô sử dụng cặp quan hệ từ dù nhưng. Cô nói đây là câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ thể hiện quan hệ tương phản. Cô thấy các em làm bài đã đúng chính xác rồi, cô gửi lời tuyên dương các em. Hôm nay cô trò chúng ta cùng tiếp tục học bài nói các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Qua bài học này, các em cần nắm được tìm câu ghép chỉ cặp quan hệ tăng tiến, tìm được quan hệ từ thích hợp để tạo ra các câu ghép. Và ở học kỳ 1, các em đã được học bài quan hệ từ có các cặp quan hệ từ thể hiện tăng tiến như không những mà, không chỉ mà. Hôm nay cô và các em sẽ làm bài tập nói các vế câu ghép bằng quan hệ từ có sử dụng cặp quan hệ từ tăng tiến. Cô chờ chúng ta cùng chuyển sang làm bài tập số 1 nhé. Cô mời các em đọc đề bài và nội dung cùng cô. Tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẫu chuyện vui sau. Người lái xe Đặng Trí, một người đàn ông hốt hoảng gọi tới đồn công an. Alo, xin các anh đến giúp tôi ngay. Tôi đã khóa cửa xe cẩn thận, nhưng bọn trộm vẫn đột nhập vào xe của tôi. Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lát sau, khi hai cảnh sát vừa được phái đi thì trực ban của đồn lại nhận được một cú điện thoại. Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Hóa ra tôi ngồi nhầm vào hàng ghế sau. Theo báo mực tím, bài 1 này yêu cầu các em tìm phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến. Trong mẫu chuyện vui này, các em cần xác định ra đâu là câu ghép và trong câu ghép đó có đầy đủ thành phần ở hai vế câu chưa và có sử dụng cặp quan hệ từ tăng tiến chưa. Cô mời các em bấm nút dừng, suy nghĩ và làm bài. Bài làm. Câu ghép trong mẫu chuyện vui trên là bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Trong câu ghép này, cô dùng dấu gạch chéo để tách hai vế câu. Sau đó, cô đi xác định thành phần ở mỗi vế câu. Vế thứ nhất, cô xác định bọn bất lương ấy là chủ ngữ. Ăn cắp tay lái là vị ngữ. Vế thứ hai, cô xác định chúng là chủ ngữ, còn lấy luôn cả bàn đạp phanh là vị ngữ. Hai vế của câu ghép trên nói với nhau bằng cặp quan hệ từ nào? Cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì? Cô mời các em bấm nút dừng, suy nghĩ và trả lời. Câu trả lời. Hai vế của câu ghép trên nói với nhau bằng cặp quan hệ từ không chỉ mà. Cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ tăng tiến. Các em thấy trong câu ghép nói bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn có ý nghĩa tăng lên là chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Đấy các em ạ, câu chuyện này đáng buồn cười ở chỗ nào? Câu chuyện này buồn cười ở chỗ anh chàng lái xe Đặng Trí đến mức ngồi nhầm vào hàng ghế sau lại tưởng đang ngồi sau tay lái. Sau đó hốt hoảng báo công an xe bị bọn trộm đột nhập mới nhận ra rằng mình ngồi nhầm chỗ.
Cô thấy các em đã biết tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến, thế còn tìm quan hệ từ để thích hợp điền vào chỗ trống như thế nào? Cô trò chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 2. Cô mời các em đọc đề bài và nội dung cùng cô. Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi ô trống. A. Tiếng cười, 3 chấm, đem lại niềm vui cho mọi người, 3 chấm, nó còn là một liều thuốc trường sinh. Câu B, 3 chấm, hoa sen đẹp, 3 chấm, nó còn tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam. Câu C, ngày nay, trên đất nước ta, 3 chấm, công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh, 3 chấm, mỗi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hòa bình. Bài tập yêu cầu chúng ta tìm quan hệ từ thích hợp. Có nghĩa là ở câu A, câu B, câu C còn thiếu cặp quan hệ từ. Nhiệm vụ của các em là đọc kỹ đề rồi điền cặp quan hệ từ thích hợp để câu văn có nghĩa. Cô mời các em bấm nút dừng suy nghĩ và làm bài. Mời các em xem bài làm của cô. Ở câu A, cô có sử dụng cặp quan hệ từ không chỉ mà để hoàn thiện câu ghép. Và các em thấy nè, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cặp từ cô sử dụng phù hợp vì nó ở mức độ tăng lên. Câu B, cô sử dụng cặp quan hệ từ không những mà để cho câu ghép hoàn thiện. Và các em thấy trong câu này ý nói hoa sen không những đẹp mà ý nghĩa của nó còn tăng lên, nói là tượng trưng cho sự thanh khiết của tâm hồn Việt Nam. Ở câu C, cô sử dụng cặp quan hệ từ không chỉ mà để cho câu ghép hoàn thiện. Ở trong câu C này ý nói không chỉ những chú công an mới có nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh, mà ý nói tăng lên là mỗi một người dân của chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ xây dựng hòa bình. Các em ạ, ngoài cặp quan hệ từ cô điền, các em có thể sử dụng cặp quan hệ từ khác biểu thị quan hệ tăng tiến mà nó không làm thay đổi nghĩa của câu văn là được. Qua bài nói các vế câu ghép bằng quan hệ từ, các em cần thực hiện yêu cầu sau ở nhà nhé. Em hãy nêu các quan hệ từ thể hiện mối quan hệ tăng tiến. Em hãy đặt câu với quan hệ từ thể hiện mối quan hệ tăng tiến. Xem tiếp bài Trật tự an ninh trang 959. Đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Chào các con.